cầm tay đôi đấy không ưng đôi nào thì ra về cười tươi, xem vô tư, chọn thoải mái và xem cho biết không nhất thiết phải mua. Rẻ thì ta mua chơi mà đắt thì ta nghỉ ngơi đồng tiền. Ai chưa xem thì ghé lại mà xem, mà ai chưa mua thì ghé lại mà mua nào. Có 100.000 đồng tiền thì có tội gì đâu mà để lâu trong túi thì nó nhầu nát đi. Vâng, nhanh tay xem mua đi quý vị ơi. Người người mua được thì nhà nhà cũng có thể mua được ạ. Vâng, ai em cũng bán, em bán từ người già đến người trẻ, em bán từ người khỏe đến người yếu, em bán từ người thiếu đến người thừa. Người nào thừa ta mua về đút tủ phòng thủ, khóa chặt nó vào khi nào ta cần vì vậy mang ra dùng. Vâng, chúng tôi đang bán đồng giá chỉ 100.000 đồng một đôi thôi quý vị ơi. Xin trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian và ngọc ghé xa đại gian hàng giày da Việt của chúng tôi tham quan mua sắm. Giày vừa rẻ, vừa tốt, vừa mốt thời trang, vừa đàng hoàng, vừa lịch sự. Chúng tôi đang xả hàng, giảm giá cực sốc luôn. Không đâu rẻ bằng ở đây, không chỗ nào rẻ bằng chỗ này luôn ạ. Giày da cao cấp đủ size, đủ số, đủ mẫu mã cho quý vị tham hồ thoải mái và lựa mà chọn. Lựa đông, lựa tây, lựa trên, lựa dưới mà giá chỉ có 100.000 đồng một đôi thôi ạ. Rẻ quá nhỉ, đôi giày như thế mà có 100.000 mà người ta lại còn công đóng công làm rồi còn tiền da nữa. Theo ông thì tại sao lại rẻ thế nhỉ? Xả kho à, tức là họ người ta xả hàng cuối năm rồi, những cái hàng tồn đọng ấy. Rẻ thì ta mua chơi mà đắt thì ta nghỉ ngơi đồng tiền. Ai chưa xem thì ghé lại mà xem, mà ai chưa mua thì ghé lại mà mua nào. Đồng tiền thì có tội gì đâu mà để lâu trong túi thì nó nhầu nát đi. Nghe cái câu hay nhỉ? Nhanh tay xem mua đi quý vị ơi. Người người mua được thì nhà nhà cũng có thể mua được ạ. Vâng, ai em cũng bán, em bán từ người già đến người trẻ, em bán từ người khỏe đến người yếu, em bán từ người thiếu đến người thừa. Người nào thừa ta mua về đút tủ phòng thủ, khóa chặt nó vào khi nào ta cần thì lại mang ra dùng. Vâng, chúng tôi đang bán đồng giá chỉ 100.000 đồng một đôi thôi quý vị ơi. Xin trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian và ngọc ghé xa đại gian hàng giày da Việt của chúng tôi tham quan mua sắm. Giày vừa rẻ, vừa tốt, vừa mốt thời trang, vừa đàng hoàng, vừa lịch sự. Chúng tôi đang xả hàng, giảm giá cực sốc luôn. Không đâu rẻ bằng ở đây, không chỗ nào rẻ bằng chỗ này luôn ạ. Giày da cao cấp đủ size, đủ số, đủ mẫu mã cho quý vị tha hồ thoải mái và lựa mà chọn. Lựa đông, lựa tây, lựa trên, lựa dưới mà giá chỉ có 100.000 đồng một đôi thôi ạ. Vâng, nhanh tay xem mua đi quý vị ơi. Người người mua được thì nhà nhà cũng có thể mua được ạ. Vâng, ai em cũng bán, em bán từ người già đến người trẻ, em bán từ người khỏe đến người yếu, em bán từ người thiếu đến người thừa. Người nào thuê ta mua về đút tủ phòng thủ, khóa chặt nó vào khi nào ta cần thì lại mang ra dùng. Vâng, chúng ta đang bán đồng giá chỉ 100.000 đồng một đôi thôi quý vị ơi. Xin trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian và ngọc ghé xa đại gian hàng giày da Việt của chúng tôi tham quan mua sắm. Giày vừa rẻ, vừa tốt, vừa mốt thời trang, vừa đàng hoàng, vừa lịch sự. Chúng tôi đang xả hàng, giảm giá cực sốc luôn. Không đâu rẻ bằng ở đây, không chỗ nào rẻ bằng chỗ này luôn ạ. Giày da cao cấp đủ size, đủ số, đủ mẫu mã cho quý vị tha hồ thoải mái và lựa mà chọn. Lựa đông, lựa tây, lựa trên, lựa dưới mà giá chỉ có 100.000 đồng một đôi thôi ạ. Vâng, đồng giá chỉ có 100.000 một đôi. Giày đi làm, đi chơi, đi bơi cũng được nè. Nhanh tay vào xem mua đi nào. Ưng đôi nào thì cầm tay đôi đấy, không ưng đôi nào thì ra. Một sản phẩm, một thứ mà thôi nào. Vâng,
Đông Đông giá chỉ có 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi. Mãi xô của ba anh chị em ơi. Đồ gia dụng giá cực giờ đây, giá cực giờ nào? Vâng, tại ra là đồ gia dụng giá cực giả của chúng em có đủ size, đủ số, đủ các kiểu quần đá điều nào? Mãi xô của ba anh chị em ơi. Cái gì cũng có mặt, cái gì cũng sẽ tại ra là của chúng em. Đồng giá chỉ có 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Vâng, đồng giá 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Mãi dù có ai chị em ơi. Thứ bằng học sinh viên, các kiểu hai tầng, sổ giá cao trọng đủ các tầng loại. Mùi thì sao kéo các loại luôn nào, các loại luôn nào. Chảo nhân, thất tròn, thất chữ nhật, bình rượu, bình nước, bát đĩa khay cốc các tầng loại luôn nào. Sao kéo các tầng loại luôn, từ dao chặt sắt tới dao quả hoa quả. Sao chặt các loại khóa luôn, từ khóa ma tô, khóa việt nhật, hạp hoa. Đây chảo to, đây chảo nhớ, sổ giá các kiểu luôn. Mâm siêu nồi niêu xong chảo các tầng loại luôn nào. Chảo nhôm, chảo nhựa các loại luôn nào. Máy xay tóc, khuôn giò 1kg. Chảo nhôm, giá nhôm, úp tóc, dù tròn, dù vuông các loại luôn nào. Tất cả đều đồng giá là 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Vâng, chúng em xin nhắc lại. Tất cả đều đồng giá là 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Kính mời và kính mời nào. Đều đồng giá là 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi. Từ môi thì sao kéo bát đũa rổ giá to nhỏ các loại luôn nào. Thâu dầu nhôm nhiều cũng có cả, sau đời cũng vậy, mâm thân các loại luôn nào. Mãi dùng của anh chị em ơi. Đây đồng giá là 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Nào còn có bác mình lượt bên đông, lượt bên tây, lượt bên trái, lượt bên phải, lượt bên trên, lượt bên dưới thì ra đồng của chúng em. Rất là đồng giá 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi. Vâng, 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Nhanh tay mãi dùng của anh chị em ơi. Không đơn giản bằng ở đây, không đơn giản bằng ở chỗ này, không đơn giản bằng ở gia đàn của chúng em. Vâng, ngày hôm nay chúng em đang xả hàng luôn nào. Xả hàng cho tất cả các con cô đi ba anh em ơi. Hàng trước đẹp cực rẻ nha các con cô đi ba anh em. Cả con cô đi tăng lên bên đông lên bên tây. Lên bên trái lên bên phải thì ta nào của chúng em vẫn còn là hàng cực rẻ cực đẹp nha bà con cô đi ba anh ơi. Bà con cô đang ngồi dưới đá thì không phải ngồi xuống luôn. Hẹn khi mệt quá thì chúng ta nắm chúng luôn. Mà chúng ta dùng bếp cùng mấy tay cùng phong tẩy một cơn mà cũng bao giờ luôn nha bà con cô đi ba anh ơi. Hàng cực đẹp cực rẻ nha bà con cô đi ba anh em. Nhanh chân lên nào. Mãi xô cô chú các chị ơi, hàng cực rẻ cực đẹp đây. Mà đừng quên ta thì có đèn xanh đèn đỏ, mà hàng của chúng em thì có màu đỏ màu xanh. Vâng, xanh đỏ mở giỏ ta mang về. Màu đỏ thì hưu hàng, màu vàng thì rực rỡ, màu xanh kỳ diệu, hàng triệu người mới mua. Mà muốn khuyến mại giảm giá cầm ta mang về nào. Hàng cực đẹp cực rẻ luôn đây bà con cô chú ba chị em ơi. Mà đẹp thì coi như là đẹp nào, đẹp long lanh như trà xanh không đâu. Vâng, hàng mới về bán phá giá thanh lý cho bà con cô chú ba trong buổi chợ ngày hôm nay. Nhanh chân nhanh tay lên nào. Mà rẻ ta mua chưa đã nghỉ ngơi đồng tiền luôn. Ở đâu sẽ như chúng em bán rẻ hơn nha bà con cô chú ba anh chị em ơi. Đồ gia dụng giá cực rẻ đây, giá cực rẻ nào. Đủ size, đủ số, đủ mã, màu sắc luôn nào. Hàng cực đẹp giá cực rẻ đây. Đồng giá chỉ có 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi nào. Vâng, đồng giá chỉ có 39.000 đồng một sản phẩm một thứ mà thôi. Mãi dùng của ba anh chị em ơi. Đồ gia dụng giá cực rẻ đây,